đường tắt, đi đường trong hẻm thì nó ổ gà nhiều, khó chạy. Giờ chạy ngon lành luôn, tới chỗ luôn. Đường Phải đây giờ 6 lần rồi. Đang làm. Tao có biết này nhà mặt đường. Đây. Lúc. Ồ, còn bên đây người ta trồng bắp nè. Ồ, tươi tốt xanh mượt luôn. Rồi giờ vô cái đường 6 rồi. Ra đường quốc lộ rồi các bạn, ra đường quốc lộ rồi. Đó, xe đó, xe cải tiến là đi chở sầu riêng đó các bạn. Rồi, quẹo qua phía bên tay trái, vô đường hẻm này nữa. Đi tiếp 1 km nữa. Cái này mênh mông luôn các bạn ơi. Ở phía trong là bắp. Ở phía trong đó là bắp. Quẹo về phía bên tay trái. Đang gặp Nhật trên Google đi á các bạn. Ở phía trước đường có mấy bò đi giữa đường luôn các bạn ơi. Đó, thấy kinh không? Bò cắp. Bò này bò nhỏ nhỏ không ha? Bò cắp. Đâu có bự hơn gì bò mình. Thấy kinh không? Nó thấy mình xe cái nó ép vô lề nè các bạn, nó khôn ghê không? Thấy nó chạy chậm chậm là tự động nó ép vô lề à. Rồi qua luôn thì các bạn. Vườn sầu riêng này, vườn sầu riêng nhỏ nè. Tại qua tại trái vô đây đúng rồi, đúng sầu riêng đây nè, sầu riêng này các bạn nữa. Hai bên sầu riêng không. Đây vườn sầu riêng nè, xen canh với tiêu nè. Hai bên là sầu riêng hết. Còn đây là cà phê.